Phước Lý Sài Gòn xin gửi lời chào đến quý cô chú anh chị gần xa nha, và mọi người đang xem video trên kênh của Lớp Lý Sài Gòn. Thì hiện tại bây giờ Lớp Lý Sài Gòn đang đứng ở cái góc ngã ba, đường này là đường Sư Vạn Hạnh nè, nối dài qua luôn đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2, còn hướng này là đường Tô Hiến Thành, đi thẳng là ra đường Lê Văn Duyệt, chợ Hòa Hưng. Ok, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Lớp Lý sẽ chia sẻ cái khu vực, cái đoạn đường Sư Vạn Hạnh này cho quý cô chú anh chị xem, cập nhật những cái hình ảnh mới về Sài Gòn. Và cũng tiện luôn ở cái video này thì theo sự yêu cầu của một số anh chị ở nước ngoài thì có nhờ Lớp Lý Sài Gòn quay lại con hẻm 449 Sư Vạn Hạnh, quận 10, nối dài, để mọi người có thể xem lại những cái hình ảnh ngày xưa và bây giờ nó như thế nào. Cho nên là tiện trong cái video này thì Lớp Lý Sài Gòn cũng sẽ chia sẻ luôn cái con hẻm 449 đường Sư Vạn Hạnh cho quý cô chú anh chị đã nhờ Lớp Lý quay cái con hẻm đó nha. Và xin mời mọi người cùng Lớp Lý chúng ta cùng đi dọc cái mé con đường Sư Vạn Hạnh này, và qua khỏi Bệnh viện Nhân dân 115 thì sẽ là tới cái hẻm 449 đường Sư Vạn Hạnh. Thì chúng ta sẽ đi mé bên phải này luôn, để quẹo qua cái con đường, qua cái con hẻm 449 đó cho nó thuận lợi hơn. Rồi, xin mời quý cô chú anh chị cùng lang thang với Lớp Lý Sài Gòn trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Thì thật ra thì Lớp Lý Sài Gòn cũng tính là tới cái con hẻm 449 đó quay cho mọi người luôn, nhưng mà nếu mà đứng tại đó quay thì mọi người sẽ khó hình dung ra cái vị trí ở cái hướng đi. Thành ra là Lớp Lý Sài Gòn sẽ đi bắt đầu từ đầu đường Sư Vạn Hạnh này tới cái hẻm đó, thì nó cũng ngắn thôi, nó không có dài lắm. Rồi, mọi người đi cùng Lớp Lý nha. Có một số cái hình ảnh mới trên cái con đường này nữa, cập nhật lại cho mọi người luôn. Thì chia sẻ một tí với mọi người là trên con đường Sư Vạn Hạnh này thì bên mé tay trái của Lớp Lý này có một cái khám Chí Hòa nha, rất là nổi tiếng ngày xưa tới bây giờ rồi. Nó có rất là nhiều cái giai thoại về khám Chí Hòa. Mà đặc biệt là quý cô chú anh chị ở lớn tuổi đó, từng ở đây mà bây giờ không ở đây nữa đó, thì mọi người biết rất là rõ về cái khám Chí Hòa đó. Cho nên là Lớp Lý cũng sẽ sắp xếp thời gian và quay một số ở con đường Hòa Hưng có cái khám Chí Hòa. Đây là cái con hẻm 585 đường Sư Vạn Hạnh. Lớp Lý sẽ rảo bước tới hẻm 449 để chia sẻ cho mọi người nha, vừa chia sẻ đường phố vừa chia sẻ cái con hẻm đó cho một số cô chú anh chị muốn gợi nhớ lại cái hình ảnh về con hẻm đó. Xin phép quý cô chú anh chị nha, Lớp Lý sẽ làm một công đôi chuyện trong buổi chiều ngày hôm nay ở cái video này luôn. Con đường này có khá là nhiều cây me. Đây là những cái hình ảnh rất là thân thuộc ở Sài Gòn, bán trái cây dạo, nước cam, nước tắc nè. Và phía trước mọi người đây là Bệnh viện Nhân dân 115. Đó. Đây bên này có một số cái ngôi nhà có kiến trúc giống nhau mà nó hơi cổ xưa nè. Kia kia. Đó. Chia sẻ cho mọi người luôn ha. Cái này giống như một cái chung cư á. Chắc là chung cư thiệt à. Bên này có một cái building người ta đang xây, người ta đang rào chắn lại. Chung cư 830 Sư Vạn Hạnh. Nha, chung cư 830 Sư Vạn Hạnh đi, cái chung cư cổ. Số cũ là CX và 155 THT. Ta còn đi rạo bộ chút xíu trước khi tới con hẻm 449. Đường Sư Vạn Hạnh ở cái khúc này thì nói chung là nó rất là sầm uất.
À, bây giờ thì người ta buôn bán ăn uống rất là nhiều, thì có trường đại học ngoại ngữ tin học kìa. Đó, mé bên kia là có cái bệnh viện 115. Đó, đây là trường mầm non, đó, rất là phát triển ha. Đây là bệnh viện quận 10 nè. Trên đường Sư Vận Hạnh này thì khá là nhiều bệnh viện. Lên mé trên kia thì có bệnh viện Nhi Đồng. Đó. Lovely sẽ đi rảo bước từ từ thôi, không đi nhanh lắm. Và hôm nay thì đang nằm trong cái ngày nghỉ lễ nghỉ bù của giỗ tổ Hùng Vương, thành ra là một số cái công ty ngân hàng họ vẫn vẫn đang nghỉ, không có kinh doanh buôn bán. Người dân thì chắc là đang đi chơi ở các cái khu vực lân cận như Vũng Tàu, Phan Thiết. Đường có khá là nhiều cây me. Ngày xưa lớp ly hay trèo cây me, hái lá me non nấu canh chua. Bây giờ vô đây thì hết đi hái lá me rồi, tại vì lâu lắm cũng chưa ăn canh chua lá me. Đây, một số anh công nhân đang thiết kế lại cái bảng hiệu. Đây, phía trước là có một cái công trình người ta đang xây, không biết là cái gì. À, đang chắn rất là nhiều cái lô cốt. Lovely sẽ quay chi tiết hơn một tí xíu nữa để chia sẻ cho quý cô chú anh chị nha. Đây, bệnh viện Nhân dân 115 là mé bên tay phải nè. Đây, công trường đang thi công. Đó, chỗ này người ta đang xây dựng chắc là cái khuôn viên của bệnh viện luôn á. Bên này là khu chẩn đoán kỹ thuật cao, chắc là của bệnh viện luôn. Đó, chủ đầu tư là bệnh viện Nhân dân 115 mé bên kia ha. Và qua khỏi bệnh viện Nhân dân 115 này là sẽ tới cái hẻm 449 mà một số cô chú anh chị có nhờ em quay lại. Đây, bệnh viện Nhân dân 115. Đây, để em xin phép được coi lại coi cái hẻm 449 nó gần tới chưa nè. Gần gần tới rồi, chút xíu nữa là tới. Bên mé tay trái của em thì có một cái showroom xe nó sắp khai trương, Nissan này đang còn xây dựng. Đó, con đường Tô Hiến Thành bây giờ ở con đường Sư Vạn Hạnh bây giờ rất là sầm uất. Đây là ngã ba đường Dương Quang Trung, Dương Quang Trung với Sư Vạn Hạnh. Đường Dương Quang Trung này thì các anh chị đâm thẳng là sẽ ra đường Thạnh Thái nha. Đó, mình đi thẳng cái hướng này để tìm cái con hẻm mà 449. Đó, khá nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống. Gần tới cái hẻm 449 rồi. Không chiếm thời gian của quý cô chú anh chị lâu nữa, Lovely sẽ đi nhanh chân hơn chút xíu. Hẻm 449 thì nó nằm bên mé tay phải của Lovely luôn. Đó.
Đây là hẻm 497. Đây là hẻm 497 nha. Coi nào. 449 là cũng gần tới rồi. Chuối chiên đó. Chuối chiên rất là hấp dẫn. Thơm. Đi quay dọc đường vậy, đang lúc quay thấy đói thèm thèm mấy món nghe mùi thơm á mọi người. Sắp tới chưa nhỉ? Karaoke lớn quá. Wow, có chè nữa này. Đây, phía trước là hẻm 449 nha quý cô chú anh chị. Hẻm 449 này gửi đến cho cô chú anh chị mày nhờ em quay giúp cái hẻm 449 này. Bây giờ em sẽ đi qua mé bên kia đường để nhìn thẳng qua cái hẻm này, nó tổng quan hơn, chúng ta dễ dễ nhìn hơn. Đây là hẻm 449 Sư Vạn Hạnh nối dài nha. Ở phía trước này có một cái karaoke nhạc trẻ nè. Mé bên tay trái, bên tay phải thì có phở Bắc Hải. Đó, phía trước thì có một cái bảng hiệu cấm xe tải và xe chở hàng. Khối lượng chuyên chở trên 1 tấn trừ xe bán tải. Đó. Phía dưới thì có bánh canh ghẹ Phú Quý. Bánh canh ghẹ Phú Quý, cơm gà xối mỡ. Đó. Đây là một số cái hình ảnh mà phía trước cái con hẻm 449. Thì bây giờ Lovely sẽ đi thẳng vào con hẻm này luôn để quay cận cảnh cái hình ảnh một số cái ngôi nhà rồi ở trong cái hẻm này cho mọi người, cho quý cô chú anh chị mà nhờ Lovely quay giúp ha. Đây, phía trước con hẻm này là bán phở Bắc Hải này. Bên này thì bán cơm gà xối mỡ, rồi bánh canh cua, bánh canh ghẹ, rất là nhiều ha. Rồi một số cái ngôi nhà ở đây nè. Đường 449-4. Cơm gà, ở đây là cơm gà nè, đầu hẻm luôn. Lovely sẽ đi từ từ thôi, không có đi nhanh đâu. Tại vì cô chú mà nhờ con thì không có đưa cái địa chỉ chính xác, thành ra là con chị quay tổng quan cái hẻm thôi, chứ không có quay chi tiết cái ngôi nhà nào được, tại vì con cũng đâu biết cái địa chỉ đó nó nằm ở đâu đâu. Một số ngôi nhà ở đây 449-7 nha. Cái hẻm này cũng khá là yên tĩnh, cũng có nhiều kinh doanh các mặt hàng ấy chứ. Quán cà phê rồi ăn uống. Đi thẳng cái con hẻm này là hình như mình ra đường Thành Thái luôn thì phải. Trong cái con hẻm này thì có quẹo bên này nữa, bên tay trái nha. Đi sẽ đi một chút xíu ở cái hẻm này. Đây toàn là nhà cao tầng biệt thự, nhà lớn không mà mọi người. Spa. Con sẽ đi chậm chậm thôi để nhiều khi cô chú có bắt gặp cái hình ảnh của cái nhà mình ngày xưa
Ví dụ như cái nhà này rất là lớn, nó đẹp quá. Dạ chú. Đây số 449-25 này. À, không biết là cái nhà gì nhưng mà nhìn có cái cờ phía trước nữa, rất là lớn. Quay nghía nghía lên cao chút xíu. Đây là trường mầm non tương lai, trường mầm non tương lai. Đó, trong này có một cái hẻm nhỏ, trên có con hẻm 449 này nữa. À. Thì con cũng không biết là đi tới khúc nào là sẽ stop đây. Thì mình cứ đi chút xíu, chừng nào thấy mệt nghỉ. Cái video nó đủ để cho quý cô chú anh chị nhìn toàn cảnh rồi thì con xin phép dừng tại đó. Đó. Đây có một ngôi nhà nó khá là màu, nó khá là sậm tối này, chắc là cũng cụ ngày xưa. Hẻm này thì khá là lớn nha, không có nhỏ lắm. Ngoài có vẻ sầm uất chứ không có vắng. Đó, 449-33, đây một cái hẻm nữa. Đây, cái nhà này bên cạnh này có cái dàn cây hoa nở rất là đẹp nha. Ở đây cái khu này toàn là khu nhà lớn cao tầng không. Đó. Nhà lớn cao tầng không nha. Hy vọng là video này sẽ bao gồm cái địa chỉ mà cô chú anh chị nào mà muốn quay, con quay chia sẻ cho mọi người đó. Đây bán cái tạp hóa khá lớn này. Chỗ này thì bây giờ thấy quẹo bên tay phải rồi. Con sẽ đi xuống hết cái hẻm này luôn coi thử tới tới đâu. Đây một số cái ngôi nhà nó giống giống nhau. Quay lại một xíu. Hướng này mình sẽ nhìn thẳng đi ra lại đường Sư Vạn Hạnh. À. Rồi, như vậy là còn một khúc này nữa thôi là tới hết đường, tới hết hẻm 449 rồi nè. Đó. Nhưng mà cái mé bên này, à, góc bên kia là đường Thành Thái nha. Thành Thái, và Thành Thái đây là hẻm số 58. Hẻm số 58, Thành Thái. Đó, còn qua khỏi cái ngõ cua này thì nó sẽ là hẻm 449 Sư Vạn Hạnh. Rồi như vậy là Lớp Ly xin phép quý cô chú anh chị, Lớp Ly sẽ rảo bước một chút xíu nữa thôi, đi ngược lại cái hẻm này và Lớp Ly sẽ stop cái video ở đây. Hy vọng là sẽ gợi lại được cho quý cô chú anh chị cái hình ảnh quen thuộc về cái hẻm 449 đường Sư Vạn Hạnh cho mọi người nha. Đó, khúc này là Sư Vạn Hạnh 449. Còn cái khúc bên cái cua bên kia lúc nãy thì nó sẽ là đường Thành Thái hẻm 58. Nó nối dài nhau, liền liền với nhau. Lúc nãy Lớp Ly đi mé bên kia kìa. Bây giờ Lớp Ly đi mé bên này. Coi xíu nữa nhiều khi có dính cái nhà của cô chú vô đây. Lớp Ly sẽ đi nhanh hơn một chút xíu.
nhiều khi mình đi qua đi đi lại nó dễ hình dung đó. Hẻm 449 này nó cũng ngắn thôi, độ 500 m à, không có dài lắm. Chà, bây giờ mà có một căn nhà ở cái hẻm này mà ví dụ như đi nước ngoài về Việt Nam, thăm Việt Nam, cái ghé Sài Gòn ở lại nghỉ ngơi ở cái khu này cũng khá là yên tĩnh đó, quý cô chú anh chị à. Đó, con sẽ quay cái mé bên kia nhiều hơn, tại hồi nãy con đi mé bên này rồi. Đi thẳng một chút xíu nữa là phía trước là đường Sư Vạn Hạnh rồi đó. Xong xuôi rồi, cũng hết hẻm rồi. Rồi, xin phép được gửi cái video này đến cho tất cả quý vị, cô chú anh chị ở xa, và đặc biệt là các cô chú anh chị nào mà đã từng sống ở cái hẻm này, mà có nhờ Lớp Đi Sài Gòn quay chia sẻ lại cái hẻm này, thì xin gửi đến cho tất cả mọi người luôn nha. Chúc quý cô chú anh chị có một ngày thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui để xem cái video trên kênh của Lớp Ly Sài Gòn. Rồi, xin phép tất cả quý cô chú anh chị và xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau nha. Đây là đầu hẻm 449 rồi. Bye bye và xin hẹn gặp lại mọi người.